Xin chào tất cả mọi người, mình là Huệ, mình là một dược sĩ đến từ Nam Định. Mình là Thơm, là dược sĩ đến từ Nam Định. Mình là Hương, mình kinh doanh tạp hóa ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Ba chị em đang có mặt ở khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang do công ty Oriflame tài trợ. Đây là một khu nghỉ dưỡng rất là đẳng cấp cả nhà. Một công việc làm thêm vui vui nhàn nhàn mà lại không vốn, vừa được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, vừa có nguồn thu nhập thụ động. Ai muốn được tự do về tài chính, ai muốn được đi du lịch miễn phí và ai muốn có một sức khỏe tốt, hãy đến với Oriflame, nơi biến ước mơ thành hiện thực. Chúng tôi yêu Oriflame.